đường vào đi. Xin lỗi mày nha. Đây cho ăn nha. Chị ơi, cái lạp sườn này này mang đi treo đâu được nhỉ? Ăn đó. Vâng. Này, bác cải thì lấy đi. Vừa đây cô bế nhá. Thích không nhỉ? Bế đi chơi đi nhỉ. Đi chơi con gà nhá. Bế, bế nhá. Úi trời, đổ hết rồi. Đổ hết rồi. Ừ, đâu rồi? Đêm mới tìm mẹ rồi. Mấy cái này trồng sống hết nhỉ? Của em trồng chết hết rồi. Cái nào? Hai này á? Mấy cái hoa này này, hoa hồng này mà. Bên đây hai ngon đứa này vừa trồng sau. Hai đứa này. Vâng. Nhưng mà cái hoa này nó không héo nữa nhé. Anh uống nước đi. Bây giờ mà rửa phải rửa qua nước sôi, nóng, đun nóng sôi sôi vào. Cho mình mới nấu gì thì nấu, mình thích chiên thì chiên mà cách chiên thì nhỉ. Chiên. Con gà đấy á. Đi ra đây. Đây. Chào đi. Chèo được không? Chèo ao lắm. Chèo ao lắm con ý. Đây rồi cực. Hồ tươi. Hồ tươi lên về. Hồ tươi em treo cái thứ mọc. Sao lấy thằng đi dịch đi hái rau xong rồi. Sửa cái vườn rau nát lắm rồi. Không phải nát mà là lấy. Lấy kiểu lấy. Mà mình thích cái này này. Nó quay lan 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 nhìn đẹp nha. Chèo là cái đường được 5 ngày. 5 ngày nhả lắm. Lâu. Cái nhà của chị là luôn. Mèo nhương nha. Em ở nhà ăn đầu tiên rồi, cho các thử ăn cái cốc này. Có biết cái kinh gọi hàng. Có vài hàng lắm. Có như tiếng Tây rồi còn gì nữa. Xin miếng nha. Nha. Làm đổ hết rồi còn. Cái chậu gì kia chị? Gạo à? Chậu á? Chậu gạo mà. Cái vò gạo xong rồi chị em mình đi ra. Điểm gốc nha. Ở đây nhá. Đi sang vò gạo. Đi nhá. Đây đây. Ôi trời ơi trời. Gạo này trắng thế nhỏ, gạo của em nó đen xì luôn ấy. Nó mềm mà, mềm lắm. Rong còn đi tìm cuối nữa. Cuối về làm xôi. Đây, đây. Rồi nha. Lên. Dạ. Chị không thích cắm, chắc thích treo. Ở dưới một cái ở dưới đúng không? Đây rồi này. Cứ thôi. Quấn quấn này. Đây ra đây, đây ra đây. Đấy. Ôi đụng, thấy không? Nhìn nhé. Đi hái quả nhá.
đây cả gấc nhé. Thế lá không biết có lấy nhiều không nhỉ? Nếu mình không biết làm bao nhiêu gói. Con một tí nó làm hỏng đấy. Quả này to thật đấy chị ơi. Trên đầu nhá. Ôi trời ơi. Hôm nay chị cắt rồi. Trên này cao quá. Cái này phải hỏng hơn đấy. Cái này quả này không? Rơi đây à? Quả tôi bé ở đây kia. Ây da. Quả nó chín quá rồi đấy. Trời ơi. Quả nó chín đẹp thật đấy chị. Sao nó cứng thế? Chân vừa mới đầy vùi luôn ấy. Nặng lắm ấy nhỉ? Nặng đấy. Nặng đấy. Em ấy ngủ đấy. Đi đi. Đi chết. Ôi. Cái giày để bên kia. Cứ ngủ là tôi. Chắc được đấy chị ạ. Bé quá chị ơi. Bé, đấy là cũng tròn 20 luôn. Cái này là bông bảo nó bé. Vòng thôi.
cơ ấy, làm đấy ở gần nhà, ở gần gần chỉ cũng toàn bác tìm thôi. Bác được không? Hôm nay em vừa bác chị bác được. Quả gấp trong đây nhỉ? Ừ. Ôi trời, quả này chín đẹp quá. Nhiều phê đấy chứ. Tí nữa là bóc cái quả này làm. Bây giờ lắm này cho gạo lên nhá. Dùng cái đấy cũng được. Về đây nào em bé ơi. Bây giờ là mình đảo xong hết rồi, mình đảo cho vào rồi, mình đảo sạch rồi, mình cho luôn lên có một hạt à. Là xong rồi, đang ngon lắm. Ngon mà. Băng như thế này, xong đẹp như thế này. Ở gốc bây giờ là bóc ra dùng cả hạt luôn chứ. Mấy quả này chưa chín mấy. Ôi 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 thế à? Ừ. Ừ. Ngọc ấy. Ừ. Mà cái mùa nào cũng trồng, mùa nào cũng trồng cắm cái mùa nào cũng trồng cắm mùa nào cũng trồng cắm đổi nhỉ. Thơm thật đấy chị nhờ. Thơm nhỉ. Ăn cơm ngon ngon đều cho nhỉ. Đang đừng đưa chưa đã. Mình cho còn mình cho cái này vào à. Vừa đầy luôn nè. Con này cho đầy quá rồi chị. Đầy ự luôn chị. Đẹp, vừa đẹp nè. Thật đá chứ.
Ôi, lấy răng cắn này. Ôi trời ơi, chị dâu dở rồi. Dưa vào chị, sắp chín đi xem nào, chín đi xem nào. Con này sạch không đấy? Đặt xuống, đúng rồi. Ăn đi, ăn ngồi. Nóng không? À, làm đồ rồi. Làm cái đấy đồ rồi. Không sao đâu mà gì. Cái để lâu lắm, nó xong.
kẹp đâu rồi. Chứ để đâu. Chuồn quá. Cho nó chị. Chưa cho em bé ra ăn cơm đi. Rồi, hai mẹ con ăn cơm đi. Cơm nhá, mấy con cơm đi. Ăn mấy con ăn. Ông nhỏ, chưa ăn thịt gà không? Em bé ăn thịt gà nhá. Để xếp thịt gà em bé nhá. Thôi rồi, ngon đấy. Ăn không ăn hôi rồi. Làm miếng ăn hôi chứ đắng không hả chị? Ăn. Đóng không chua đâu mà nhỉ? Cái này là mình ngon đấy. Ăn người ta. Ôi dồi ôi, giỏi quá nhờ. Ăn chung chồng lắm rồi. Chị chưa ăn. Rồi. Rồi. Để lắm. Để nhá. Gì á? Tì thôi, cơ tì vừa ăn có được mà. Không sao. Không thử ăn nhá. Gì rồi mà chị không có. Rồi, ăn tì nhá. Trời ơi, cái này bé quá. Để lâu quá nó có nát không nhỉ? Xôi ấy, chị. Tí mình lau xong rồi mình bỏ. To nhỉ, nó đều nhỉ? Đẹp nhỉ? Chỉ cần hơn để ăn khác thôi, dùng luôn. Lau á, không lâu quá nữa. Cái này không phải được. Đây nhá, ăn xôi nhá. Đây đỏ luôn. Đỏ rực đây nhỉ. Ôi. Ổn đấy chị ạ, nước xuống. Cái đũa đâu nhỉ, đôi đũa. Màu đẹp nhỉ. Có như chị như mày chắc nó lại cái luôn ấy, không cắt gì này, không biết làm nữa. Thank you.
cho. Con này quên mất hai gói còn lại bao nhiêu nhỉ? Thôi được 40 à? Có ở đây. Chợ nhá. Chợ nhá. Bởi vì sợ tối này đông người đấy. Bao nhiêu tiền một gói đấy? Anh 20.000. 20.000 cũng được, không làm vất vả. Không, các bạn lùi lùi các bạn ấy, lùi lùi. Nhìn cái gói đấy. Tối nay ăn chẳng ngon lắm à. Cảm ơn nha. Cảm ơn nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thiên là đơn giản lắm rồi nhỉ. Thì ở đấy bỏ năm tấn đấy, nó nhằn nhằn đấy. Ngon à. Cái này mà có gà đấy. Mà cháu ở kia à? Thôi khó kìa. Thôi đi, thôi đi. Thôi đây anh khó. Nó ngon lại mua thêm. Ê, sợ cái tay này lắm rồi. Bạn ơi, bé khó chứ. Cứ cả đấy. Xuống đây bán cháu này. À, ta bốc nữa. Ngon. Ờ, này có đủ được không? Ờ, tụi em mới được là đấy. Mình cứ gần nhá. Cái hô phải mày có thợ mạo nha. Cái bao quẻ hối nè. Thì có. Nó còn là phi quá thôi, ôi dồi ôi, nó mà giải nguồn bồn. Giá khớp. Giá bán. Giá bán. Giá khớp. Giá khớp. Trên lẩu á, trên lẩu tốt. Ăn nhám. Để con cho bà ăn chỉ là bà khớp à. Ăn ăn hơn, ăn mệt rồi. Ăn cho vàng hết mồm rồi chị. Thôi à. Thôi á. Cái số tốt chưa cháu? Đi mẹ đi. Là mình cho lấy cơn lộn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.